Thưa quý vị, sáng nay tại thủ đô Hà Nội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội khóa 14 Vương Đình Huệ, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 đã khai mạc trọng thể. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành bầu phê chuẩn kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước, xem xét thảo luận các báo cáo về kinh tế xã hội và quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Cụ thể, về công tác nhân sự, Quốc hội sẽ xem xét quyết định số lượng Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Quốc hội sẽ quyết định cơ cấu tổ chức số lượng thành viên chính phủ, phê chuẩn việc bổ nhiệm các phó thủ tướng, bộ trưởng và các thành viên khác của chính phủ, phê chuẩn danh sách phó chủ tịch và ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh nếu có, phê chuẩn bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Về kinh tế xã hội, Quốc hội xem xét các báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019. Quốc hội cũng xem xét quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025, kế hoạch vay trả nợ công giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, chủ trương đầu tư hai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, về giảm nghèo và an sinh xã hội.